ký phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội thảo tuần lễ năng lượng Nga ở Moscow hôm 13 tháng 10. Nữ phóng viên Holly Gamler của đài CNBC hỏi ông về thông tin Nga chặn nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu để tăng giá. Khi Putin bác bỏ cáo buộc này, Gamler tiếp tục hỏi Nga làm thế nào để thuyết phục các nước châu Âu rằng nước này là đối tác cung cấp khí đốt đáng tin cậy. Ông Putin đã hướng đến các phóng viên Nam và nói: "Cô ấy là một phụ nữ đẹp, rất xinh. Nhưng tôi nói với cô ấy cái này, cô ấy lại hỏi cái khác hẳn. Như thể cô ấy không nghe thấy tôi nói gì vậy." Gặp lại Campbell trong một cuộc phỏng vấn khác bên lề sự kiện, Putin có vẻ thận trọng khi nữ phóng viên Mỹ hỏi ông về người kế nhiệm. Tổng thống Nga nói thêm rằng hiến pháp Nga cho phép ông tranh cử thêm nhiệm kỳ 6 năm, nhưng ông hiện tại vẫn chưa ra quyết định. Mới đây, theo tạp chí Forbes, một tin tặc đã dùng công nghệ nhá giọng để lừa đảo và lấy đi 35 triệu USD. Cụ thể, hồi đầu năm 2020, một quản lý ngân hàng tại UAE nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông có giọng nói mà viên quản lý nhận ra là có một vị giám đốc ông đã nói chuyện trước đó. Vị giám đốc báo tin vui sắp có một vụ thâu tóm và ông cần ngân hàng cấp quyền chuyển khoản số tiền rất lớn là 35 triệu USD. Khi đó, một luật sư có tên là Martin Zener đã được thuê để điều phối việc này và người quản lý ngân hàng đã được nhìn thấy các email trao đổi của ông này với vị giám đốc kia, xác nhận việc số tiền đó cần chuyển đi đâu. Vị quản lý ngân hàng tin tưởng mọi thứ đều hợp pháp và bắt đầu thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, ông không hề biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, trong đó cái lừa đảo đã sử dụng công nghệ Deep Voice giả giọng vị giám đốc. Nhà chức trách UAE cảnh báo đây là một vụ việc điển hình hé lộ một loại thủ đoạn lừa đảo mới bằng công nghệ cao. Ngày 15 tháng 10, chính phủ Hàn Quốc quyết định nâng giới hạn tối đa tụ tập lên mức 8 người ở vùng thủ đô Seoul và 10 người ở những khu vực khác, trong bối cảnh nước này đang tiến tới chuyển sang sống chung với Covid-19 vào tháng 11 tới. Trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia đang đến gần, Hàn Quốc sẽ cho phép các quán cà phê học tập hoạt động đến nửa đêm. Các sự kiện thể thao đã được cấp phép tổ chức không có khán giả, nay sẽ được phép có sự tham gia của khán giả với 30% sức chứa tại thời điểm thi đấu. New York Times đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được lấy lời khai vào ngày 18 tháng 10 trong vụ kiện dân sự về cáo buộc cận vệ của vị cựu Tổng thống hành hung người biểu tình vào năm 2015. Việc xét hỏi sẽ tập trung vào một phần vào sự kiểm soát và trách nhiệm của ông Trump đối với các hành vi bạo lực của các cận vệ. Theo New York Times, vụ kiện lần này xoay quanh cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Trump Tower tại Manhattan, New York năm 2015 của 5 nhà hoạt động gốc Mexico nhằm phản đối ngôn ngữ phân biệt chủng tộc của ông Trump trong những ngày đầu tranh cử. Sau cuộc biểu tình, 5 người trên cáo buộc rằng dưới chỉ đạo của Kay Shiller, cận vệ lâu năm cho ông Trump, các nhân viên bảo vệ đã đấm và giật biểu ngữ của nguyên đơn, thậm chí còn làm ngạt thở một người biểu tình. Hôm 14 tháng 10, Thái quân Mỹ cho biết những thành viên từ chối tiêm vaccine Covid-19 mà không có lý do chính đáng sẽ bị buộc phải xuất ngũ thời hạn trước ngày 28 tháng 11. Đây là động thái rõ ràng đầu tiên của Lầu Năm Góc đối với các thành viên lực lượng từ chối tiêm vaccine, điều đã trở thành bắt buộc kể từ cuối tháng 8. Giới chức Lầu Năm Góc đến nay vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết đối với những trường hợp từ chối tiêm chủng trong lực lượng. Hải quân Mỹ cho biết 98% trong số 350.000 quân nhân tại ngũ của họ đã bắt đầu hoặc hoàn thành chương trình tiêm chủng. Xin chào TV, xin chào Net Love.